kia quá các bạn. Đang ché hăng thì có điện thoại các bác nhá, em lại phải nghe điện thoại rồi em mới quay được cho các bác xem. À, thông báo với các bác là cái con chim này ấy, nó bị lỗi ngửa các bác nhá. Bịt ba mặt vải thì nó sẽ bị ngửa các bác nhá. Nhưng mà đi chơi cà phê thì vô tư, không bao giờ bị ngửa các bác nhá. Đấy là khi mà lên dàn đấu ấy, thì không bao giờ ngửa các bác nhá. Chào màu thì cái lỗi này là hết sức bình thường. Con chim này thì chính tay em gột mọc lên. Đến hôm nay là rơi khoảng tầm 10 tháng rồi các bạn. 10 tháng rồi đó. 10 tháng rồi anh em nhé. Đấy. Chim thì đã đi giật rãi vài lần cà phê rồi. Ok rồi anh em nhé. Anh em nào bổ kết thì ở em tuần khoảng 85-90% rồi. Anh em về chăm xong vụ lông này lột sạch là chơi ok. Còn bây giờ anh em mang về thì vẫn đi dãi cà phê nghênh ngang, giao lưu anh em thoải mái các bác nhé. Lên chơi con này rất là sục sạo anh em nhé, anh em yên tâm. Tiếc quá cái đoạn đầu tiên đang ché hay mà không quay được các bạn. Em đang để gần đường quay cho các bác xem này. Đó, cái con chim nó cũng không phải là thuộc dạng là nhát đâu nhé con nhá. Anh em nào bổ kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bạn nhé. Em xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.